Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện. Bản tin hôm nay mùng 10 tháng 9 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ tiếp tục yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng. Trung Quốc khánh thành kính viễn vọng săn người ngoài hành tinh. Mục trải nghiệm số với điểm nhấn là những mẫu điện thoại đình đám đã được trang bị camera kép chụp ảnh rộng. Thưa quý vị, tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng là yêu cầu được Chính phủ tiếp tục nhấn mạnh tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016. Tại nghị quyết này, cùng với việc giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tăng cường chỉ đạo bảo đảm an toàn an ninh mạng, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin quan trọng, có ảnh hưởng tới lợi ích công cộng của xã hội và hình ảnh quốc gia, đồng thời phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng để xử lý sự cố mất an toàn thông tin đối với trường hợp không thể tự khắc phục. Trước đó, tại nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2016, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý mã độc, chủ động xây dựng phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, thường xuyên tổ chức diễn tập về an toàn thông tin mạng đối với những ngành lĩnh vực trọng yếu. Tiếp tục là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. iPhone 7 chính hãng dự kiến sẽ được giao đến tay khách hàng Việt Nam vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 tới cho các khách hàng ở khu vực miền Bắc với mức giá dự kiến từ 18,3 triệu đồng. Nhà bán lẻ Huy Mobile cho biết các sản phẩm iPhone này được nhập trực tiếp từ nhà phân phối chính thức iPhone tại Việt Nam là FPT Trading. Tuy nhiên, hai nhà bán lẻ lớn được nhập khẩu iPhone trực tiếp tại Việt Nam là FPT Shop và Thế Giới Di Động vẫn chưa công bố ngày chính thức bán ra sản phẩm này tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua làng công nghệ thế giới lại nóng lên khi Apple ra mắt iPhone thế hệ mới, iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Điều làm nhiều người bất ngờ là tin đồn về hệ thống camera kép ở sản phẩm mới này đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, iPhone 7 không phải là sản phẩm đầu tiên trong năm nay có sở hữu hệ thống camera kép này. Để tìm hiểu những mẫu điện thoại đình đám nào tại thị trường Việt Nam đã được trang bị camera kép chụp ảnh rộng, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ reviewer của chương trình trong phần điểm nhấn chuyên mục trải nghiệm số. Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm lại những mẫu điện thoại mới nhất vừa ra mắt người dùng Việt. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục trải nghiệm số của bản tin công nghệ 10 phút cập nhật. Và như vậy là tuần vừa qua thì bộ đôi smartphone được mong đợi nhất của năm đã ra mắt, đó là iPhone 7 và 7 Plus. Tuy nhiên thì cái hay này chúng ta sẽ để ở cuối chương trình. Còn như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua lại một vài sản phẩm mới đã ra mắt trong tuần vừa qua ở thị trường Việt Nam. Đây là chiếc Meizu M3 Note. Sản phẩm smartphone mình đang có trong tay thì được nhấn mạnh ở cấu hình cực kỳ ấn tượng. Nó có việc xử lý là Helio P10, 3GB RAM, màn hình Full HD. Và các bạn hãy nhìn sơ qua xem. Nhìn mặt trước sản phẩm của Meizu trông y như là một chiếc iPhone. Nhà sản xuất Meizu đã ra rất nhiều mẫu smartphone từ năm ngoái đến năm nay và dòng M3, dòng Note của nó thì đều có một cái thiết kế na ná như thế này. Mặt trước sẽ được làm màu trắng với cảm biến vân tay và đây là cảm biến vân tay cực kỳ tiện. Các bạn có thể bấm nó sẽ là phím Home hoặc là chạm nhẹ sẽ là phím Back. Mặt sau là camera chính 13 megapixel. Vỏ máy được thiết kế từ kim loại nguyên khối sang trọng và đẹp. Có thể nói là ở tầm khoảng hơn 4 triệu đồng thì mình đánh giá Meizu M3 Note thiết kế quá đẹp, sexy, quyến rũ, cầm vào cực thích và ngoài ra còn cấu hình ấn tượng. Tuy nhiên nếu các bạn còn thích một sản phẩm có dung lượng pin tốt nữa thì đây là chiếc Zenfone 3 Max. Sản phẩm này thì vào cái lúc nhà sản xuất Asus ra mắt dòng Zenfone 3 ở Việt Nam thì nó bỗng dưng xuất hiện và đầu tiên trên thế giới luôn. Trước đó chưa từng có một thông tin nào. Zenfone 3 Max cũng có dung lượng pin ấn tượng là 4.100 mAh, do đó thời lượng sử dụng có lẽ phải ít nhất là 2 ngày. Nó sẽ có màn hình là HD thôi chứ không phải là màn hình Full HD. Ngoài ra mọi người sẽ có vi xử lý là Mediatek 6737T. Đây là một con chip thuộc dòng tiết kiệm điện. Và với con chip đó thì thời gian sử dụng của máy sẽ được kéo dài hơn so với thường lệ. Và sản phẩm thứ ba của mình là chiếc Huawei GR5 Mini. Nếu các bạn nhìn kỹ một chút thì ba sản phẩm mình vừa đưa ra đều có một cái thiết kế na ná nhau. Với người dùng bình thường phân biệt được cả ba cái này là một điều hết sức khó khăn. Thì mặt sau của nó cũng có cảm biến vân tay một chạm tương tự như là chiếc Zenfone 3 Max vừa rồi. Toàn bộ mặt lưng làm từ kim loại với hiệu ứng hoa văn là xước phay, trông rất sang và đẹp. Ở mặt trước của máy thì sẽ làm hoàn toàn trống trơn, rất sạch và đẹp. Sản phẩm Huawei GR5 Mini lại sử dụng con chip riêng nhà sản xuất này là Hi Silicon 650 và nó đi kèm với chỉ có 2GB RAM mà thôi. Như vậy đây là 3 mẫu điện thoại ở phân khúc tầm trung để cho các bạn học sinh sinh viên lựa chọn nhân cái dịp chúng ta tựu trường như thế này. Tuy nhiên cái chủ đề hot nhất ngày hôm nay đó phải nói về cái cụm camera kép, thì iPhone cũng đã chính thức có cái cụm camera kép này. Vậy thì camera kép có tác dụng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem nó lợi ích ra sao đối với người tiêu dùng. Thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ đang có ở đây 3 chiếc máy có camera kép của mình. Một chiếc iPhone 7 Plus, thực ra đây là vỏ của iPhone 7 Plus thôi chứ nó chưa về Việt Nam, nhưng mình sử dụng nó để minh họa. Một chiếc Huawei P9 và một chiếc LG G5. Có hai phong cách mà chúng ta có thể sử dụng ở đây. Một là phong cách sử dụng camera trắng đen như chiếc Huawei P9. Sản phẩm mình đang có được hợp tác cùng với lại Leica do Huawei tạo ra một sản phẩm có hai camera, nhưng một camera sẽ đóng vai trò là chụp ra ảnh màu, một camera có đóng vai trò là chụp ra ảnh trắng đen. Cho tới thời điểm hiện tại đây là chiếc máy duy nhất có thể chụp ra ảnh trắng đen từ thông số của phần cứng. Còn lại ảnh trắng đen bình thường chúng ta thấy trên mạng mà điện thoại chụp là hoàn toàn sử dụng phần mềm chuyển từ màu về trắng đen. Ngoài ra tính năng mà được sử dụng nhiều nhất trên điện thoại mà có hai camera như thời HTC One M8 đó là khả năng xóa phông. Tuy nhiên nó là xóa phông bằng phần mềm giả lập, tức nghĩa là sau khi các bạn chụp ảnh xong và với sự kết hợp của hai camera, nó sẽ nhận biết ra là chủ thể cái nào đứng trước và cái nào đứng sau. Do đó chúng ta có thể xóa đi các cái phông nền ở phía sau. Cái mà thứ hai hiện tại mà LG đang áp dụng đó là camera góc rộng. Trên hai cái camera này của chúng ta, một cái đóng vai trò là chụp ở cái tiêu cự bình thường, một cái cho chúng ta là một cái góc chụp siêu rộng. Của LG là siêu rộng chứ không phải là rộng bình thường. Do đó nó sẽ giống như một cái camera hành trình action cam mà các bạn hay thấy. Camera này thì sẽ cho chúng ta một cái độ phân giải thì thấp thôi, 8 megapixel. Chi tiết của nó cũng mất đi rất nhiều, nhưng bù lại thì chúng ta sẽ chụp ảnh tập thể cực kỳ đông và vui. Cái camera này thì hiện tại LG đã đem lên cả cái chiếc V20, G5 cũng phần nào đem lại sự khác biệt và độc đáo. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Chào hai bạn, mình thấy bạn đang dùng một chiếc LG G5. Thì mình muốn hỏi bạn một chút xem là khi sử dụng cái sản phẩm điện thoại mà có camera kép như này thì bạn thấy nó có gì đặc biệt hơn so với loại bình thường một camera không ạ? Em thấy cái camera này, cái góc chụp của nó rất là rộng, cho nên là nếu mà khi em đi chơi với bạn bè mà có một đám với nhau ấy, thì nếu mà chụp ảnh lên thì nó sẽ được cả đám luôn chứ không cần phải kiểu đứng ra xa các thứ, nó rất là bất tiện. Như vậy là camera này bạn thấy cái camera kép của nó có lợi thế là góc chụp rất là rộng đúng không ạ? Vâng. Bổ sung hơn so với loại bình thường. Vâng. Vâng. Mình thấy bạn thì không sử dụng smartphone camera kép, tuy nhiên thì bạn nữ vừa rồi chụp cho bạn thì bạn thấy chất lượng của nó như thế nào? Em cảm thấy chất lượng ảnh nó nét hơn nhiều so với camera bình thường. Ngoài ra thì lúc khi lên ảnh thì những cái khung cảnh đằng sau nó được rộng hơn. Mình tin chắc là sau khi Apple làm camera kép, năm 2017 tiếp theo sẽ đồng loạt ra một loạt các camera kép ở trên thị trường và sẽ có nhiều nhà sản xuất đưa ra flagship với camera kép nhiều hơn. Nhưng mà có quan trọng vẫn là cái lợi ích cuối cùng là chất lượng của nó ra sao. Và hôm nay là chúng ta đã được chia sẻ tìm hiểu về iPhone 7 Plus với cụm camera kép và cái công nghệ camera kép hiện tại trên thị trường. Tất cả mới chỉ dừng lại ở mức vừa phải, chưa đột phá và chưa đem lại cái sự hiệu quả nhất định. Tuy nhiên thì chúng ta đã thấy là ít ra mà công nghệ sẽ không dừng lại một chỗ mà nó luôn luôn di chuyển lên phía trước. Và các bạn nghĩ sao về camera kép, có thích nó hay không? Hãy để lại cho tôi các chia sẻ và gửi thông tin về địa chỉ 10phút cập nhật a.vtc.gov.vn cũng như tại fanpage của chương trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.